Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Long nhãn là thành phẩm được làm cùi nhãn, có xuất xứ từ khu vực Nam Trung Quốc. Ngày nay, long nhãn có mặt phổ biến ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam. Long nhãn thường được thu hoạch và chế biến vào thời điểm từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Long nhãn được làm theo quy trình khép kín vì vậy rất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sức khỏe con người. Thành phần long nhãn Hưng Yên có 26,91% glucose, 0,22% saccharose, 6,309% nitro, 1,26% acid tartric, 0,8% nước và một số khoáng chất canxi, lipid, phát pho, vitamin B1, B2, C, P. Những dưỡng chất này hầu hết được bảo đảm nguyên vẹn trong quá trình sấy nếu được sấy khép kín, đúng quy trình. Sau khi sấy, long nhãn vàng ươm, mang hương vị đặc trưng riêng. Từ xa xưa, long nhãn được sử dụng nhiều trong y học bởi những tác dụng của long nhãn đối với sức khỏe, đặc biệt là trong y học cổ truyền. Long nhãn ngâm rượu là một trong những thực phẩm được đánh giá là thần dược tốt đối với cơ thể nam giới. Theo các nghiên cứu, người ta đã chỉ ra rằng, trung bình mỗi ngày sử dụng 60ml rượu ngâm long nhãn có tác dụng giúp bổ thận, bổ huyết, dưỡng khí đồng thời có công dụng với hiệu quả với nam giới. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 5-7 lít rượu ngon cùng với 1kg long nhãn. Sau đó cho vào bình thủy tinh ngâm trong thời gian từ 3 tháng 3 tháng rưỡi là có thể sử dụng. Trong quá trình ngâm và bảo quản, bạn nên đặt bình rượu ở những nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày uống 3 lần, liều lượng mỗi lần là 20ml. Long nhãn có chứa nhiều vitamin C, người ta chỉ ra rằng vitamin C có trong long nhãn cao hơn cam, có tác dụng chống viêm đồng thời phòng chống oxy hóa. Không những thế, thành phần các chất có trong long nhãn còn chứa nhiều kali. Mari có công dụng giúp da mặt trở nên đẹp hơn, trị nám, sản sinh các tế bào máu. Đối với phụ nữ sau sinh, do mất máu nên tình trạng cơ thể và tinh thần thường bị suy nhược. Vậy nên, điều quan trọng nhất cần làm đó là phải tẩm bổ các chất để mẹ bầu nhanh hồi phục sức khỏe. Một số gợi ý về các món ăn như cháo long nhãn hạt sen, trà long nhãn táo đỏ, long nhãn hoa sinh. Long nhãn chứa hàm lượng dưỡng chất cao, có công dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, điểm hạn chế của long nhãn đó là tính nóng. Vậy nên, những người hay nóng trong, phụ nữ đang trong quá trình thai kỳ cần hạn chế sử dụng long nhãn. Ngoài ra, với những người hen suyễn, ho có đờm, hệ tiêu hóa hoạt động kém cũng không nên sử dụng nhiều long nhãn, mỗi ngày chỉ nên ăn 9-10 múi. Với những bệnh nhân tiểu đường không nên ăn long nhãn. Nếu bạn đang muốn mua long nhãn sấy khô ở Hà Nội, hãy đến ngay với Nông sản Dũng Hà. Chúng tôi là địa chỉ đã có nhiều năm hoạt động, rất uy tín và đáng tin cậy. Chuyên bán long nhãn sấy khô chất lượng và mặt hàng nông sản sạch với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý nhất thị trường.